Samanta Chakavali Suata Kachanduri Vata Sathamang Buddhi Rajasa Sunantu Sakhamukhadang Thamma Savanaka Luvayam Padanta Thamma Savanaka Luvayam Padanta Thamma Savanaka Luvayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namathu Ratadatiyassa. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian, nguyện hồng ân tam bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ, chư tăng quý tu nữ và chư Phật tử có mặt trong pháp trong lễ hội hôm nay. Mong tất cả được sáng vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay lễ hội dân y Kathina tại chùa Viên Giác. Lẽ ra thì trụ trì ở trong cái ngôi chùa, trong cái ngày lễ thì sư sẽ thỉnh pháp sư các thuyết. Nhưng có ba điều mà sư không thỉnh. Thứ nhất là vì sư thuyết pháp sư mới chủ động được cái thời gian, còn pháp sư khác thì ở mãi mê thuyết quên mất thời gian lễ của mình đi, dễ sanh ra bực bội lắm. Thứ hai đó là vì sư phải nhìn xem cái tính cách của hội chúng vui buồn yên tịnh hay là ồn ào như thế nào, sư mới thuyết pháp để nhắc nhở, để dạy cho quý vị nghe được. Pháp sư khác ở chỗ khác đến họ không để ý chưa đâu. Thứ ba nữa, vì nhóm Phật tử thí chủ ngày hôm nay là nhóm Sư Phách Đá, và chư Phật tử đa phần là các vị hỏi thăm, nếu mà sư thuyết pháp á, thì họ sẽ đến để họ tham dự. Cho nên sư phải thuyết để đáp lại cái lòng tin của nhóm Phật tử Sư Phách Đá và đáp lại cái niềm tin của các Phật tử đi đến tham dự cuộc lễ. Thưa quý vị, hôm nay sư sẽ thuyết cho quý vị nghe về hai câu kệ pháp cú. Sở dĩ sư thuyết cái bài kệ này đó là vì nó tương ứng với cái hoàn cảnh của chúng ta hiện tại. Người Phật tử chúng ta khi mà đi đến chùa để nghe pháp thì thưa quý vị, có những chuyện cần thiết, quan trọng thì lại không làm. Còn có những cái nghi thức và những cái sự ồn ào thì chúng ta lại làm. Chính vì cái chỗ mà cái điều quan trọng chúng ta thấy là không quan trọng, cái điều không quan trọng chúng ta nghĩ là quan trọng, cho nên không bao giờ chúng ta phàm phu đạt được cái chân lý. Sư nhắc ở đây để mấy bà con Phật tử nhớ. Vì thật ra thì cái cuộc sống sanh tử luân hồi này, đời sống của chúng ta nó rất là phức tạp. Cái già, bệnh và chết nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên cái chuyện chúng ta nên làm đó là chúng ta làm sao phải tranh thủ tạo được cái phước báo. Thứ hai nữa là chúng ta phải tranh thủ làm như thế nào để chúng ta đoạn trừ được tham sân si, để chúng ta có ra đi chúng ta cũng được cái sự an vui, chúng ta có ra đi chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn bây giờ nếu như mà chúng ta cứ ồn ào,
và chúng ta không có sự quan tâm đến cái việc mà chúng ta tạo phước. Nói thật với quý vị là quý vị đi chùa như thế đó thì chúng ta sẽ không gặt hái được quả phước nhiều đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta phải làm sao để chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu pháp và chúng ta cố gắng tu tập. Đức Phật ngài dạy rằng Asare Saramattino Sare Chasa Radasino Te Sarang Na Thigachat Chanti Mitcha Sankapa Gochara. Cái điều cốt yếu mà cho là không cốt yếu, cái điều không quan trọng mà thấy là quan trọng, chúng sanh không đạt được cái chân lý do sự suy nghĩ sai lạc. Sarancha sarato yatva asarancha asarato te sarang athigacchanti samma sankappa gochara. Sau khi biết được cái điều nào quan trọng, biết nó là quan trọng, còn cái điều nào không quan trọng thì biết là không quan trọng. Do sự suy nghĩ đúng đắn như vậy cho nên chúng sanh đó đạt được cái chân lý. Chúng ta nhớ cái câu Phật ngôn Đức Phật dạy như vậy. Trong cái việc tu hành của chúng ta, chúng ta có rất nhiều thiện sự. Trong những cái thiện sự mà chúng ta làm phước đó, như là bố thí, trì giới, tu thiền. Khi mà chúng ta bố thí, chúng ta cần phải biết cái nào là cốt lõi, cái nào là không phải cốt lõi. Phật tử chúng ta đi đến chùa làm phước trong lễ dân y ca thi đá, chúng ta phải hiểu đúng thì như vậy chúng ta sẽ thành tựu được phước báo đúng. Phước báo đặc biệt do cái lễ dân y. Quý vị nên biết rằng là dân y ca thi ná nó khác hơn dân y thường. Tại vì khi mà dân y thường đó, chúng ta sắp ra 100 bộ y, chúng ta tự tay cúng dường cho mỗi vị bộ y. Dù cho chúng ta cúng dường 100 bộ y đến 100 vị, cái đó nếu chúng ta không khéo tác ý thì nó cũng trở thành bukkalika đa năng, tức là cá nhân tuyển thí. Bởi vì chúng ta cúng dường cá nhân mỗi vị bộ bộ. Nhưng mà y cái thí ná đó thì cái nào gọi là sanh thí cát đa ná, là cúng dường đến tập thể. Bởi vì khi mà thí chủ đem một cái bộ tam y đến làm lễ ca thi ná, quý vị chỉ cần tắt bạch cúng dường đến chư tăng ca thi ná chi va ra đú săng săng khách sa đi bí, con xin cúng dường vải y ca thi ná này đến chư tăng, rồi cứ để đó, chư tăng sẽ không có thò tay đưa tay mà nhận, bởi vì đâu phải cúng dường riêng cho vị đó đâu mà vị đó nhận. Các Phật tử chúng ta cũng nên biết cái luật này. Cho nên thí chủ tắc bạch xong để dưới đất để đại đó, rồi các vị nào có trách nhiệm thì các vị đó sẽ nhặt lấy cái bộ y đó đem vào giữa tăng chúng để mà tuyên ngôn, giao y cho một vị đại diện tăng mà thọ lãnh. Như vậy mới gọi là cúng dường tăng. Cúng dường như vậy mới có phước. Còn quý vị cúng dường cá nhân là quý vị sẽ không có phước nhiều bằng cúng dường tập thể. Ngay cả cúng dường cá nhân Đức Phật, Đức Phật là tuyên bố rằng cũng không có phước báo vô lượng bằng cúng dường đến tập thể tăng chúng. Vì vậy cho nên Di Mẫu Gotami Mahapachapati Gotami
bà cất công để tự mình dệt vải, may thành y cà sa nhuộm màu và đem đến cúng dường Đức Phật. Đức Phật là từ chối không nhận, bảo bà đem đến cúng dường chư tăng đi. Cái bà đem đến 80 vị đại đệ tử của Đức Phật, những vị thinh văn A La Hán, thì các vị đó đều từ chối, bảo đi cúng dường vị khác, vị khác, cho đến truyền, cho đến cuối cùng là vị tỳ kheo A Chi Tán mới tu. Cái vị đó, vị tỳ kheo đó mới suy nghĩ rằng lạ quá, Đức Phật không nhận và chúng thinh văn đệ tử Đức Phật cũng không nhận, có lý do thì ngài nhận. Thì bà Di Mẫu Gotami bà buồn lắm, bà nghĩ rằng cái bộ y mình làm cực khổ vất vả mà bây giờ cúng dường Đức Phật ngài không nhận, mà các vị đại thinh văn cũng không nhận, bây giờ một vị tỳ kheo mới tu nhận, như vậy là mình có phước báo gì? Bà sanh ra cái sự buồn, buồn trong tâm. Đức Phật này muốn phá tan cái sự bực bội khó chịu đó. Ngài nghĩ rằng đây là cái dịp để ngài thọ ký cho vị Phật trong tương lai. Ngài chú nguyện ngài giấu cái bình bát đi. Ngài bảo chư tỳ kheo đi tìm cho ngài cái bát. Rồi trong lúc đó do đứng thần thông Đức Phật cho nên dầu cho ngài một liên cũng không thể tìm được cái bát đó ở đâu. Lúc bây giờ cuối cùng còn vị tỳ kheo A Chi Tá đó, vị đó mới chú nguyện rằng ta nguyện trong tương lai sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác để tiếp độ chúng sinh. Nếu như cái ước nguyện được thành tựu và Đức Thế Tôn có thể thọ ký cho ta ngay trong kiếp này, thì xin cho cái bát của Đức Thế Tôn hiện trên tay của ta. Lúc đó cái bát xuất hiện trên tay của vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đem bát dâng Đức Phật. Sẵn đó Đức Phật ngài mới thọ ký: này chư tỳ kheo, tỳ kheo A Chi Tá này đã làm được một cái công hạnh lớn và phát nguyện chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Trong tương lai này các tỳ kheo sau thời kỳ giáo pháp của Như Lai thì kế đến có một vị Thế Tôn xuất hiện ở đời tên gọi là Mết Tây Giá, tức là Đức Phật Di Lặc. Và tỳ kheo A Chi Tá tức là Đức Phật Di Lặc đó. Khi mà Đức Thế Tôn thọ ký như vậy rồi thì bà mới hoan hỷ. Bà nghĩ rằng là cúng dường Đức Phật hiện tại không được, thì chúng ta được cái vị Bồ Tát thành Phật trong tương lai thọ nhận, mình cũng có phước. Cho nên bà hoan hỷ. Và Đức Phật ngài mới thuyết về cái bài kinh gọi là Đắc Khí Na Quy Phân Gán, kinh cúng dường phân biệt, phân tích. Cúng dường phân tích, ngài phân tích cái sự cúng dường cho bà Gotami và tất cả chư tăng được nghe cái bài kinh đó ở trong Trung Bộ Kinh quyển 3 quý vị. Cho nên người Phật tử chúng ta đi đến chùa mà làm phước, chúng ta phải biết cái cuộc lễ trai tăng thông thường là khác. Mà cái cuộc lễ trai tăng ở trong cái đại lễ là khác. Chúng ta cúng dường y đi kèm với cái buổi lễ trai tăng là khác, gọi là Akka Chiwarang, là y ngoại thời. Còn khi mà chúng ta cúng dường cái y trong cái mùa lễ dân y Kathina đó, thì cái y đó được gọi là Atire Kachivarang, tức là loại y đặc biệt. Chúng ta phải thắc ý, phải hiểu như vậy. Cho nên những cái vấn đề mà không quan trọng là gì? Thí chủ có lời viết cái lời tắc bạch dài hay ngắn không cần thiết, không quan trọng. Ở cái chỗ cuộc lễ có văn cờ treo biển ngữ hay không, không quan trọng. Chư tăng nhiều hay ít cũng không quan trọng, miễn sao mà trên 6 vị tỳ kheo để làm tăng sự Kathina được rồi.
chứ chúng ta không đòi hỏi là cả 100, 200 vị, không cần. Một cái nữa là cái chuyện mà chúng ta đi đến, chúng ta làm lễ với cái thánh ác, cái ý thức nhiễu Phật ba vòng, có cũng được, không có cũng được. Để có nhiều người họ đi đến cái ngôi chùa làm lễ, cái ngôi chùa chật hẹp, không có lối đi, không có nhiễu Phật được, cái họ nói như vậy không thành tựu cái thánh ác, người đó bậy vô cùng, nói chuyện sai, lòi cái dốt ra mà không biết rằng mình đang lòi cái dốt. Cái chữ diệu Phật Bà Đắc Thinh Năng Cà Rô Tí là tại vì trước khi cúng dường đến tăng là mình phải bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Cái tập tục của người Ấn đó, khi người vợ mà tôn kính ông chồng á, là người chồng ngồi ở đó, người vợ đi diễu chung quanh ba vòng. Con mà cung kính cha mẹ đó, cha mẹ ngồi đó, con diễu chung quanh ba vòng. Học trò cung kính thầy, thầy ngồi đó thì học trò đi diễu ba vòng rồi mới đi. Đến khi mà đệ tử của Đức Phật cũng vậy, vì cung kính Đức Phật cho nên Đức Phật người ngồi đó mới đi diễu chung quanh ngài ba vòng. Bất cứ ở đâu. Còn có những chùa thưa quý vị, muốn đi diễu cho nó dài, cho nó rộng, linh định chút xíu, cho nên chỗ tượng Phật thì không nhiễu, mà đi nhiễu chung quanh nhà bếp, chung quanh cái toilet thì nhiễu hết á. Làm như vậy làm gì? Sư nói thiệt quý vị, tại sao sư nói mạnh vậy? Tại chùa này chùa nhà, sư trụ trì đây cho nên sư nói mạnh, không ai nói gì hết. Cho nên sư nói cho các vị biết vậy. Nhiều khi nhiễu Phật đó, chúng ta có thể thỉnh một tượng Phật ở giữa sân, sân rộng, để thỉnh ngài ngồi đó che cái tán lộng lên trên mình đi diễu xung quanh. Trước khi làm lễ do cái thế ná ở trong cái si ma được rồi. Cái đó là hay nhất đó. Cái đó là hay nhất. Mà trong lúc diễu Phật á, thì tuyệt đối không có ai đứng ở trong chánh điện. Vì sao vậy? Người ta đi diễu Phật xung quanh rồi bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Mình là cái thứ gì mà mình phải đứng ở trong để người ta đi nhiễu mình? Cho nên mấy bà con nào mà sợ tội đó, thì tới giờ người ta đi nhiễu chung quanh đó, nhất là có các vị sư dẫn đoàn đi nhiễu Phật, thì chúng ta chịu khó, chúng ta bước ra khỏi cái dòng si ma giùm. Đừng có đứng trong chánh điện ngó ra chụp hình đó, người ta đi nhiễu mình tổn đức. Quý vị hiểu không? Cho nên ở đây đó, sư nhắc như vậy đó, là để mấy bà con Phật tử nhớ là giờ nhiễu Phật trên chánh điện trống lỏng chỉ có Đức Phật mà thôi. Chúng ta phải nhớ kỹ cho ta. Còn cái việc mà thành tựu cái thí ná là do cái tác ý của mình cúng dường đến tăng. Tăng thọ hợp pháp, thọ y cái thí ná hợp pháp, tuy ngôn tăng sự hợp pháp, thì như vậy thành tựu cái thí ná. Chớ không phải là cái nghi thức ở bên ngoài, cái nghi thức tắc bạch hay nghi thức diễu Phật. Mà bây giờ nó sư bài nay làm, sư nói thiệt quý vị, người ta đi diễu Phật bày tỏ lòng tôn kính là người ta đi, người ta bỏ dép, chắp tay lên. Nếu được thì ở trên tay mỗi người cầm một cái bông hoa, đi diễu chung quanh rồi người ta đặt dưới chân Đức Phật để cúng dường. Nhưng mà bây giờ sư bài nay làm, mình bây giờ đi diễu Phật mình đội cái bộ yên trên đầu. Nhiều khi đội đi xuống chợ Khmer đó quý vị, nhiều khi người ta đội cái chảo, cái nồi, người ta đội luôn cả chiếc chiếu mới. Mặc dù chiếc chiếu mới nhưng mà cái đó là cái chỗ để lóc nằm, mà mình đội trên đầu mình đi, đi khoe với Đức Phật là bữa nay con dâng cái chiếc chiếu, khoe cái với Đức Phật là con dâng cái nồi để cho Đức Phật chứng minh. Quý vị thấy vô lý vô cùng. Cái này sư nói thẳng quý vị, sư cũng sắp chết rồi cho nên sư có gì sư trong ruột sư nói ra hết á, để mai mốt không có ai nói cho quý vị nghe đâu. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta phải hiểu là khi mà chúng ta bố thí, chúng ta muốn được thành tựu phước báo là chúng ta phải hiểu rõ cái gì quan trọng,
cái gì không quan trọng, cái gì là cốt lõi để thành tựu phước, cái gì không phải là cốt lõi. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó, chứ chúng ta đừng có xưa bài nay làm rồi chúng ta vẽ vời thêm những cái nghi thức, nó mệt lắm thưa quý vị. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề mà chúng ta giữ giới. Khi mà chúng ta giữ giới đó, chúng ta cũng phải hiểu rõ cái điều nào quan trọng, cái điều nào không quan trọng. Thí dụ bây giờ người Phật tử chúng ta phải hiểu rõ là chê ta na si lăng, giới là cái sự tác ý chừa bỏ. Quy ra tích chê ta na tức là tác ý chừa bỏ, cố ý chừa bỏ, chỉ vậy thôi. Có nhiều người Phật tử đó, khi họ giữ giới những cái điều quan trọng họ không thấy là quan trọng, cái họ mới khổ. Tới giờ nấu cơm họ xúc gạo ở trong cái hũ, trong cái lu, họ ra nó nấu cơm họ đâu để ý đâu, đến chừng họ đổ nước, lo đổ nước vô cái họ bắt đầu họ do, họ vô gạo cái bắt đầu họ nhìn lại họ thấy mấy con mọt đó, mấy con mọt gạo mà nó nổi lên cái họ sợ quá, họ nghĩ rằng mình phạm giới sắc sanh rồi, họ ăn năn rai rứt, đến chợ họ điện thoại họ hỏi thì chúng tôi giải thích cho nghe, mình đâu có sự cố ý đâu, với cái chuyện đó là cái chuyện nó ngoài ý muốn của mình đâu có tác ý mình giết nó đâu, mình lỡ thì thôi mình đổ ra, chứ mà đừng có ăn năn rai rứt. Thời Đức Phật Kassapa có vị tỳ kheo đó giữ giới rất là thanh tịnh. Một hôm vị đó có gian thuyền đi một đổi, khi mà tới chỗ lên bờ, thuyền tấp vào trong bờ, nước chảy xiết, cho nên vị đó đứng ở ngoài mũi thuyền, vị đó giơ tay nắm lấy cái bụi cỏ tranh để mà kéo thuyền lại. Không ngờ là nó đứt một khúc. Mà cái luật, cái giới của vị tỳ kheo trong đó là vị tỳ kheo nào mà phá hoại thảo mộc, đốn cây, cắt cỏ thì phạm tội ưng đối trị, tội nhẹ thôi thưa quý vị. Nhưng mà vị tỳ kheo đó cứ ai nấy là mình đã phạm giới. Vị đó sống ở tại cái vùng đó đi kiếm một vị tỳ kheo để sám hối khó lắm. Cho nên vị đó cứ rai rứt trong tâm, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm mà vẫn chưa sám hối cái tội đó được. Vị đó rai rứt nghĩ rằng giới ta không được trong sạch, mang cái mặc cảm đó đó. Trong lúc mà vị đó lâm chung, vị đó chết sanh làm loài bằng xanh, sanh làm con xà vương ở tại cái khúc sông đó. Quý vị thấy nguy hiểm lắm. Cho nên đó, chúng ta giữ giới chúng ta phải biết rằng cái điều nào có lợi mình lợi người thì chúng ta mới làm, mà có hại mình hại người đừng làm. Cái điều nào có lợi cho mình mà hại cho người khác cũng đừng làm. Cái điều nào mà có lợi cho người khác mà có hại cho bản thân mình thì cũng đừng làm. Chúng ta phải có cái suy nghĩ chính xác như vậy. Và chúng ta nhớ là hễ mà chúng ta tu tập giữ giới đó, chúng ta phải xét xem coi mình có lòng tàm, hổ thẹn tội lỗi, biết có liêm sĩ hay không, mình có tâm ghê sợ tội lỗi hay không, phải suy xét lòng tàm quý của mình. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu rằng là mình có cái pháp tinh tấn để từ bỏ những ác pháp và trau dồi những thiện pháp hay không, cái đó mới là quan trọng, phải suy xét cái chỗ đó. Còn những cái chuyện khác mà chúng ta vô ý thôi bỏ qua. Tại sao vậy? Đức Phật ngài dạy rằng khi một người mà tu tập, tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, họ tu tập viên mãn thuần thục những cái pháp đó đó, tâm của họ trở nên vô lượng. Thì cho dù rằng họ có lỡ họ vi phạm một cái
Một cái bất thiện pháp do nhỏ nó cũng không đủ sức để sanh xuống địa ngục. Cũng ví như này các tỳ kheo, nước ở trong cái dòng sông Ganga Atiravati, một cái khối nước khổng lồ như vậy, thì giá gì một vài cái muỗng muối không đủ sức làm cho mặn. Ngược lại, một người mà không có tu tập thì dù cho họ có cố gắng tránh né làm cái nghi thức này nghi thức nọ, nhưng mà rồi họ tạo một cái ác nghiệp nào đó nhỏ thôi, họ cũng đủ sức sanh về, sanh xuống địa ngục. Giống như một cái chung nước, cái lượng nước nhỏ quá, một vài hạt muối có thể làm cho mặn được. Cũng như bây giờ, ví dụ khác, Đức Phật ví dụ một người nhà giàu đó, ở trong xóm ai cũng biết ông này ông giàu, ông tiền gỗ nhiều. Bữa đó ông đi ngang qua cái vườn xoài của người ta, ông thấy trái xoài đẹp, ngon, ông vỗ tay ông hái. Ông chủ vườn ông bước qua ông thấy vậy ông cười, ông còn hái ông tặng thêm nữa, ông không có bắt lỗi. Tại sao vậy? Bị ông này quá giàu, không thể nào đi trộm cắp trái xoài chi. Nhưng mà một anh chàng mà nghèo kiết xác, anh ta có cái sở hành trộm cắp ở trong làng ai cũng biết. Anh ta đi ngang cái vườn xoài, anh ta hái một trái, chủ vườn mà bắt được là đánh đập và có thể là đóng gông anh ta đưa lên các quan để xử phạt vạ anh ta. Tại sao vậy? Cái sở hành của cái anh chàng nhà nghèo kiết xác mà đi trộm cắp là khác, còn cái sở hành của một người nhà giàu là khác. Cũng như quý vị biết nè, một vị sa di mới tu hay một vị tỳ kheo mới tu mặc y áo mà xốc xếch thì bị khiển trách. Người ta chư tăng phải dạy cái vị sa di đó đắp y lại cho nghiêm trang, bởi vì ông sư mà ăn mặc lôi thôi lết hết như vậy Phật tử người ta cười rầy. Nhưng mà một vị hòa thượng tu lâu á, pháp đầy bụng, vị đó già cả lẩm cẩm, vị đó mặc y rớt lên rớt xuống người ta không có cười. Tại sao vậy? Bởi vị hòa thượng đó là khác, người ta pháp đầy bụng, pháp luật đầy bụng người ta biết, nhưng mà tại vì già cả lẩm cẩm sơ ý chút xíu vậy thôi, nhưng mà người ta nhìn vào thấy ăn mặc lôi thôi lết hết, người ta vẫn tôn kính vị đó là bậc hòa thượng Upacaya như thế. Còn cái vị sư mới xuất gia đó mà ăn mặc lôi thôi lết hết đó, người ta gặp người ta chê trách, nó khác nhau. Cho nên chúng ta tu tập gì, chúng ta ráng tu tập nhiều cái công hạnh, tạo nhiều cái phước báo, thì cho dù rằng chúng ta lỡ chúng ta đi dẫm đạp con kiến con mối nó chết, hay là chúng ta dở lỡ vô gạo mà có mấy con mọt gạo đó, chúng ta cũng đừng có sợ cái chuyện nhỏ đó nó không có đủ sức đưa mình xuống địa ngục đâu, đừng có sợ. Cho nên đó, chúng ta giữ giới chúng ta cũng phải biết cái nào là quan trọng, cái nào không quan trọng. Một người mà họ biết cách đi thuần thục, họ có thể đi ngang qua một cái đám cỏ mắc cỡ, nhưng mà họ đi họ không có bị gai đâm. Tại sao vậy? Họ đi họ lướt nhanh, họ đi trong cái sự thuần thục. Còn một người không biết đó, đi sơ rớ nhón lên đẩy xuống, nhón lên đưa xuống, thì một hồi là nó đâm lủng cái bàn chân hết. Cho nên chúng ta biết rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có những cái đó, nếu chúng ta biết, chúng ta thấy cái chuyện đó quá đơn giản. Bây giờ thế này nè, quý vị ngồi ở đó mà quý vị cứ rai rứt, bắt từng con kiến ra bên, bắt từng con mối ra bên, mất thời gian quá, làm sao thời gian tu tập được. Chúng ta phải nhớ như thế này, cái tu quan trọng nhất là cái gì? Hàng ngày chúng ta tập
làm sao chúng ta quán vô thường khổ đau vô ngã, để cho tâm chúng ta nhàm chán cái cuộc luân hồi này, nhàm chán cái xác thân này đủ rồi. Còn cái chuyện mà trong đời sống mà chúng ta phải va chạm cái chuyện đó nhỏ thôi, không có thành vấn đề, không có gì quan trọng. Đó là cái trường hợp thứ hai mà chúng ta phải biết. Cái trường hợp thứ ba đó là cái trường hợp mà chúng ta tu tập thiền định. Chúng ta cũng phải biết cái nào quan trọng và cái nào không quan trọng. Chứ không phải là chúng ta tu tập thiền định là đòi hỏi chúng ta phải đi đến chỗ cái trường thiền, rồi chúng ta phải mặc cái bộ y phục của thiền sinh, nó mới trở thành một cái vị tu thiền tốt đâu. Khi mà chúng ta đi kinh hành, chủ yếu là chúng ta làm sao mà chánh niệm cho nó bén nhạy, để chân dở bước đạp chúng ta biết rõ, thấy cái sự sanh diệt của bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, nó có sự thay đổi luôn luôn, để thấy sự vô thường. Và quán được cái sự vô thường thì cái đó là khổ của thế gian, cái đó là quan trọng. Còn mấy vấn đề hình thức thì đấy, chúng ta chấp đây hình thức là chúng ta ở lại, là Đức Phật dạy rằng người trí như tuấn mã phi nước đại, bỏ sau con ngựa hèn yếu. Và lá sang quá si khách sô hi toa già tí sumê thanh ồ sumê thái sô. Miễn làm sao mà chúng ta tu tập thiền định, chúng ta nhận thức được cái gì là nên từ bỏ và cái gì nên duy trì phát triển, thì chúng ta nên tục tập cái đó thôi. Cái gì thuộc về thiện pháp chúng ta nên duy trì, còn cái gì thuộc bất thiện pháp chúng ta nên bỏ qua. Chứ còn chúng ta ở đó mà chúng ta chấp nê từng cái nghi thức, có những người hành thiền đó, họ còn chấp theo cái thế ngồi, cái tay phải bắt ấn như thế nào, có đâu cần thiết. Ngồi kiết già hay bán già cũng được, thậm chí là chúng ta ngồi ở chân chúng ta xếp bằng thì nó bị tê, xếp không được. Có nhiều hành giả xếp được, ngồi ở trên ghế salon á, ngồi làm sao mà hai cái chân thòng xuống, cái bàn chân vừa chạm mặt đất, ngồi trong cái tư thế đó thoải mái thì chúng ta cứ gì ngồi. Ngồi thiền là mục đích chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là mục đích cái tư thế để chụp hình, quý vị chớ. Có những sư hành thiền không biết được bao nhiêu, nhưng mà bắt đầu ngồi liêm diêm, ngồi kiết già thẳng đẹp lắm, để người ta chụp hình đưa lên trên mạng chứ vậy. Cái đó chúng ta không cần thiết. Cái quan trọng nhất là trong lúc chúng ta hành thiền, đừng có bị hôn trầm, tức là đừng có buồn ngủ, giả dụi, gục lên gục xuống. Thứ hai nữa là đừng để tâm phóng dật. Thứ ba nữa là đừng có sự hoài nghi. Và nhất là chúng ta đừng để cho cái lòng tham dục nó sanh khởi và cái sự sân hận nó sanh khởi. Chỉ vậy thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hiểu là khi mà chúng ta tu tập ở trong giáo pháp này, những cái điều gì cần thiết thì chúng ta nên thấy là cần thiết, những cái gì không cần thiết thì chúng ta đừng có cho đó là cần thiết. Bởi vì khi mà chúng ta có cái sự chấp sai, hiểu lầm với những cái quan điểm không đúng với chân lý, là chúng ta không bao giờ chúng ta đạt được chân lý. Cái câu kệ Pháp Cú này đó, hai câu này Đức Phật đã thuyết trong một trường hợp là trước khi xuất gia vào trong giáo pháp này thì tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất và tôn giả Moggala Ná, tôn giả Mục Liên, đã thọ giáo với ngoại đạo sư Sanchaya
Và khi mà nhận thấy cái giáo thuyết của Sañcaya nó không có tác dụng, không phải là con đường đưa đến bất tử, cho nên hai vị này mới rời bỏ cái giáo phái đó và bắt đầu đi tìm cái chân lý. Và khi mà hai vị chia tay nhau đi, có ước hẹn với nhau ai đi tìm được cái chân lý bất tử trước thì sẽ báo lại cho người kia nghe. Thì lúc đó ngài Sariputta, tức là du sĩ Upatissa đó, tu sĩ sau này gọi là ngài Xá Lợi Phất đó, du sĩ Upatissa, ngài đi vào trong thành Rajagaha vương xá. Hôm đó gặp được một vị A-la-hán, tức là một trong năm thầy Kiều Trần Dư, tức là ngài A-sa-chí. Nhìn thấy các căn thanh tịnh, phong thái, cốt cách của bậc siêu phàm, thì du sĩ này mới nghĩ rằng chắc hẳn đây là vị A-la-hán đã giác ngộ, cho nên đi theo sau lưng. Chờ ngài đi khất thực xong, ngài ra khỏi thành, ngài đi đến một gốc cây ngồi xuống, thì du sĩ Upatissa đã phục vụ cho ngài, dư hầu hạ bữa ăn cho ngài, giống như là một vị sa di vậy đó, trải tọa cụ cho ngài, dọn thức ăn ở trong bát ra, cái nào để ngoài nắp bát thì nắp bát, còn nào để lại trong bát để ngài bóc ngài ăn. Ăn xong rồi dâng nước súc miệng, tâm xỉa răng, xong đảnh lễ ngài. Bạch tôn giả, các căn của ngài thanh tịnh quá, phong thái của ngài siêu phàm quá, con muốn được biết là giáo pháp của ngài hành trì là giáo pháp thế nào, ngài xuất gia với ai, ai là thầy của ngài. Thì tôn giả A-sa-chí ngài mới nói rằng bần tăng chỉ mới xuất gia được có mấy tháng thôi, cho nên không hiểu nhiều về giáo pháp. Nhưng mà nếu như hiền giả mà hỏi như vậy thì ta sẽ nói một cách tóm tắt cho nghe. Ngài mới nói lên cái bài kệ Di Tham Ba Hi Túc Pa Qua Ti Sang Hi Tung Tha Gà Ta A Há, vân vân. Tức là lời dạy của bậc Đại Sa Môn, ngài dạy rằng các pháp nào mà sanh khởi có nguyên nhân thì pháp đó đều phải bị hoại diệt. Và Đức Như Lai đã chỉ rõ cái sự đoạn diệt của pháp ấy và con đường đưa đến sự đoạn diệt pháp ấy. Nghe xong bài kệ đó thì du sĩ Upatissa đắc quả Tu Đà Hoàn, nhận biết được đây là cái đạo lộ bất tử, nên du sĩ Upatissa mới trở về thăm viếng người bạn của mình là Kulita và đọc lại cho bạn mình nghe cái bài kệ đó. Người bạn nghe xong cũng đắc quả Tu Đà Hoàn. Thế là hai huynh đệ rủ nhau đi đến Đức Phật để xuất gia. Nhưng mà trước khi đi đến Đức Phật thì hai vị này cũng nhớ đến công ơn của thầy cũ là ngoại đạo sư Sañcaya, liền ghé ngang qua cái trú xứ đó, mới rủ ông thầy mình bỏ đạo Sañcaya mà đi theo Đức Phật đi. Ông thầy không chịu, ông nói bây giờ ta là giáo chủ của một giáo phái có tín đồ đông, ta không thể bỏ đi được để đi làm một vị đệ tử của Sambu Gautama được. Thì hai vị du sĩ Upatissa và Kulita giải thích cho thầy nghe nhiều lần, nhưng mà ông thầy cũng không chịu nghe. Cuối cùng nói rằng là ta hỏi hai người thế gian này, người trí nhiều hay người ngu nhiều? Nói giận người ngu nhiều, người trí rất ít. Thì đạo sĩ Sañcaya mới nói thì thôi, để cho người trí đi theo Sambu Gautama đi, còn người ngu để lại cho ta. Ông nói vậy thì quý vị thấy một người cố chấp một cách sai lầm như vậy thì thuyết phục không được. Cho nên trong số các đạo sĩ 250 đạo sĩ khác
liền đi theo hai vị Upatissa và Kulita đi đến Đức Phật. Khi đã trở thành một vị thinh văn đệ tử A-la-hán và được Đức Phật này tuyên dương, giữa tăng hai vị này là Akasavaka, là thượng thủ thinh văn. Lúc đó hai vị mới thuật lại cho Đức Phật nghe: trước khi đến với Phật Pháp, chúng con có đi đến ghé qua đạo sĩ Sanchaya để khuyên vị đó nên đi độ Phật, nhưng mà đạo sĩ Sanchaya đã nói như vậy như vậy. Thì Đức Phật mới thuyết hai vị kể trên. Ở trong cuộc sống của chúng ta đó, có những cái mà chúng ta rất là nông nổi, có những điều quan trọng chúng ta lại thấy không quan trọng, còn những điều mà không quan trọng thì chúng ta lại thấy đó là quan trọng. Cho nên không, chúng ta cứ lẩn quẩn đi làm những cái chuyện không đâu. Thí dụ bây giờ người Phật tử chúng ta đi đến chùa làm phước, hỏi vậy với mục đích chúng ta đi đến đây để làm gì? Đi đến để làm phước. Mà hỏi người thành tựu phước báo, không lẽ Đức Phật này ngài thấy có đến dự lễ rồi cái ngày ghi tên để sau này ngài ban phước cho? Không có đâu, do tác ý của mỗi người. Cho nên tôn nữ Phật tử chúng ta đi đến chùa để mà dự lễ làm phước đó, thứ nhất là chúng ta nên thiết lập cái niềm tin của mình, niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, niềm tin nơi lý nhân quả nghiệp báo. Thứ hai nữa là chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm để thu thúc, để gìn giữ tâm của mình, đừng để cho phiền não tham sân si nó khởi lên ngay trong cái giờ phút mà chúng ta làm lễ, mà chúng ta chỉ nâng cao cái tâm thiện lên thôi. Và cái điều thứ ba nữa là chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta biết rõ là cái nghi thức nào nên làm và nghi thức nào không cần phải làm. Chúng ta nói gì? Sư thú thật quý vị nè, sáng hôm nay thí dụ như có 200 người dự lễ, trong đó được phước báo nhiều lắm là khoảng 100 người thôi. Cái đó là nhiều đó. Tại sao vậy? Ngồi trong chánh điện này chú tâm nghe pháp, im lặng nghe pháp, bao nhiêu người. Và ngồi ở bên ngoài, ngồi giữa để mà gặp nhau mà nói chuyện vô ích, hỏi bao nhiêu người. Nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên người Phật tử chúng ta phải biết giữ tâm mình. Đi buông mà cuộc đời này là cái chuyến đi buông. Mà hễ chúng ta đi buông là phải có lời. Chúng ta đi làm phước, đi chùa làm phước là chúng ta phải được phước báo chứ. Không phải là chúng ta đi chùa, đặt chân đến chùa vậy là có phước đâu. Mà chúng ta phải biết cách mức có phước. Bởi vì chúng ta tu tập bố thí trì giới tu thiền quý vị, chúng ta phải biết cái nào là cần thiết, quan trọng, cái nào không quan trọng, để chúng ta tạo nên cái phước báo. Thì đó là những điều mà sư muốn nhắc nhở, khích lệ để cho các Phật tử chúng ta trong ngày hôm nay đi đến tham dự cái cuộc lễ, nhất là giúp sư Phách Đá thí chủ, thì chúng ta cần phải chú tâm để thành tựu được phước báo viên mãn. Sư xin tùy hỷ công đức của chư Phật tử chúng ta, gia đình Phật tử Sư Phách Đá, và tùy hỷ công đức của các Phật tử đổ đường xa đi đến đây, kẻ công người của, kẻ ít người nhiều, để tham dự cuộc lễ. Và đồng thời sư cũng chia phước đến cho quý vị những công đức nào mà trong suốt mùa dân y năm nay sư đã đi thuyết pháp từ chùa này sang chùa khác để giảng giải về lời dạy của Đức Phật, thì quý vị hãy tùy hỷ cái phước trí đó để cộng thêm cái phước tu tập của quý vị
do bố thí trì giới tham thiền để ngõ hầu trong tương lai tất cả chúng ta đều đồng cùng giải thoát đắc đạo quả A La Hán đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.